Cà chua là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng. Cà chua rất giàu vitamin A, C, K, vitamin B6, kali, fola, thiamin, magie, niacin, đồng và phốt pho là những vi chất cần thiết để duy trì một sức khỏe tốt. Hiện nay cà chua cũng là loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế cho người trồng. Vì mở rộng quy mô, mở rộng diện tích nên sâu bệnh đang hoành hành trên cà chua. Một trong những bệnh thường gặp là bệnh thán thư hại cà chua. Bệnh có thể hại trên thân, lá, quả và hạt, nhưng chủ yếu hại trên quả vào giai đoạn chín. Để xử lý bệnh thán thư hại cà chua, trước hết bà con thu gom cây bị bệnh đưa đi tiêu hủy để tránh lây lan. Sau đó sử dụng máy phun thuốc chuyên dụng tubo BA6 gắn bình diệt điện và hỗn hợp dung dịch nano đồng vaccine với tỷ lệ 1 chia 1 vào bình chứa. Đây là bộ đôi một chai diệt khuẩn, một chai diệt sạch các loại nấm gây hại trên cây trồng trong điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường. Kết hợp bổ trợ cho nhau cực tốt, giúp cân bằng lại hệ sinh thái vườn đặc trị bệnh sau hai lần phun. Đồng thời, bổ sung dinh dưỡng phân bón lá amino acid, tăng 30% khả năng quang hợp của cây, giúp lá dày, mập đọt. Vào buổi chiều tối tránh tưới nhiều nước. Trồng đúng mật độ. Luân canh với cây trồng khác. Vệ sinh vườn, thăm vườn thường xuyên nhằm phát hiện bệnh sớm để có hướng giải quyết kịp thời.